Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sáng 1 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Sự kiện được tổ chức tại trước cổng chính chợ Bến Thành, đường Lê Lợi. Trong lễ ra mắt, lực lượng này đã diễn tập thực binh tình huống vi phạm an ninh trật tự. Sáng 1 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn ba lực lượng sẵn có gồm bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách và dân phòng. Trong thời gian tới, lực lượng này sẽ là cánh tay nối dài của công an xã trong bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân, phối hợp, hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong ngày hôm nay, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương trên cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự. Tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức hỗ trợ bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự với tối đa 15.031 thành viên. Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Ủy ban Nhân dân cấp xã bố trí địa điểm làm việc, được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng này được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng. Theo đó, tổ trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng một tháng, tổ phó được hưởng 6,3 triệu đồng một tháng và tổ viên được hưởng 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật chính thức có hiệu lực thi hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Luật được ban hành đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng tại nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đó là quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự an toàn xã hội cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương với sự vào cuộc khẩn trương của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành cấp ủy, các địa phương và sự hưởng ứng ủng hộ của nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, công tác cụ thể hóa hướng dẫn thi hành luật và chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng đã hoàn thành. Cũng theo Chủ tịch nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của ba lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách và dân phòng để thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là dấu mốc quan trọng để khẳng định bước phát triển mới trong huy động tổ chức lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, để phát huy vai trò vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố, Chủ tịch nước đề nghị tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.
cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, để lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn diện với từng địa bàn cơ sở, chú trọng làm tốt công tác tuyển chọn, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời quan tâm, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng này. Có cơ chế động viên, khích lệ lực lượng này tham gia lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm về an ninh trật tự liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, không để kẻ địch, phần tử xấu, xuyên tạc, kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự, xói mòn niềm tin của nhân dân, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 63 tỉnh thành đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật số 30/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện quyết định số 176/QĐ-TTG ngày 14 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tất cả các điều kiện từ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, tuyển chọn lực lượng để tổ chức đồng loạt lễ ra mắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Công an đã lựa chọn 12 địa phương làm điểm lễ ra mắt gồm Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, đồng thời cử các đoàn công tác làm việc kiểm tra công tác chuẩn bị và sẽ mời đại biểu Trung ương, cử lãnh đạo Bộ Công an về dự chỉ đạo, động viên lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ ra mắt, tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt cùng ngày 1 tháng 7. Nhiều điểm mới về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn ba lực lượng sẵn có gồm công an xã, bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Theo quy định tại Điều 3 của luật này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn, tổ, dân phố, làm nòng cốt, hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, trong đó có việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn phân công kiểm tra của công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật này. Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được quy định từ Điều 7 đến Điều 12, gồm 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó có việc hỗ trợ nắm tình hình an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu chuẩn để tham gia lực lượng. Người từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính, có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học, có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
hỗ trợ và bồi dưỡng. Điều 23 của luật quy định, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động, thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ bồi dưỡng được quy định như sau. Khi được cử đi bồi dưỡng huấn luyện, được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. Về chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, Điều 24 quy định. Người đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động, theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng về lao động, nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Người bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.